Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Mình thưa các bác thì hôm nay chúng em có về được ít đẩy bãi. Thì đây là chính là cái dòng đẩy của K Audio, mã là KP4600. Thì con này nó là 4 kênh. Đó, đẩy 4 kênh. Dạ. Các bác có thể thấy là kênh A này, B, kênh C, kênh D. Đó, 1 2 3 4. Thì về cái thiết kế bên ngoài thì em sẽ đánh giá qua cho các bác. Nhưng thiết kế bên ngoài thì em nó được làm một bằng một lớp nhôm phay này, mặt trước là phủ đạo và dưới đó thì chúng ta có những cái khe này là khe thông gió nhá. Đó, gió mát, hơi mát sẽ đi vào đây và hai quạt thông gió phía sau kia thì nó sẽ hút hết các cái khí nóng bên trong ra, đẩy ra ngoài. Đó, thì với một con đẩy thì hệ thống thông gió rất là quan trọng. Đó, rất là quan trọng luôn. Nó có bền bỉ hay không thì là do hệ thống thông gió. Và riêng con này, đó, riêng con này thì nó sẽ thiết kế là 4 quạt gió, hai cái hút vào và hai cái đẩy ra. Đây thì các bác có thể thấy đây này, đây là một chiếc này, đây này là hai này. Đó, và phía sau kia lại là hai chiếc nữa, là 4 các bác nhé. Đó, thì nhìn cái hệ thống thông gió con này nó rất là khủng. Dạ. Tiếp theo nữa thì về cái mã là KB4600 ở đây thì nó 4, số 4 ở phía trước thì chúng ta là tượng trưng cho 4 cây, 600 phía sau là 600 mót cho một cây, được chưa? Rất là dễ để các bác có thể phân biệt. Đó, và nhìn qua thiết kế thì nó rất là đẹp và hàng mỡ, hàng bãi các bác nhé, hàng bãi thì nhìn mà chúng ta nhìn còn hàng như mới luôn ạ, đúng không ạ? Con này nhìn nó rất là mới. Đó, và em cũng xin cam kết với các bác là em sẽ bao zin cho các bác, được chưa ạ? Bao zin, chưa sửa chữa. Nếu như các bác mua về mà thấy nó đã sửa chữa rồi thì các bác gửi lại bên em, đó là bên em cam kết với các bác như vậy. Đó, và đặc biệt là khi các bác mua hàng bên Tuyên Vũ Audio thì các bác được quyền là kiểm tra hàng, sau đó mới phải thanh toán đó. Nhận hàng, kiểm tra hàng, sau đó mới phải thanh toán các bác nhé. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu chi tiết vào nội thất của em nó. Thì em nó thì này chạy một cái nguồn khuyến rất là lớn luôn. Đó, nguồn khuyến các bác nhìn rất lớn. Và đây này, nó cái chiều cao của nó rất là cao nhé các bác nhé, chiều cao rất là cao luôn. Đó, chiều cao rất cao. Cái nguồn này nó rất là nặng. Và đây thì em nó này, em sẽ đếm sò cho các bác này. Sò của nó là sò Toshiba nhé các bác nhé, sò Toshiba. Và đây em sẽ đếm cho các bác này: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cộng 14 bên dưới nữa là 28. Thì 28 x 2 đó, 28 x 2 nó sẽ 56 sò. Đó, con này là 56 sò các bác nhé, 56 sò. Và em xem là bao nhiêu sò bù áp này. Cái sò bù áp nó bên dưới này các bạn này, 1 này, 2 này, đó, 3 và 4. Đó, em sẽ quay bên này nữa. Đó, bên này cũng vậy nhé, 1 này, 2 này, đó, 3, 4 là 8, 16. Hai vé là 16 sò bù áp cộng với lại cả hai con trên này nữa. Đó, một con này dưới 2 này, bên này cũng vậy này. Đó, tổng của nó là 26 bù áp nhé. 26 bù áp cộng với 56 sò chính, các bác thấy kinh khủng chưa? Đó, con này rất là kinh khủng luôn. Đó, và đây thì chúng ta có tụ 8 con tụ này, 2 4 6 8 tụ. Tụ đây thì nó sẽ là 63V và 6800 mi nhé. 6800 mi. Đó, nhìn thiết kế kể cả nội thất các bạn nhìn rất là khủng khiếp. Để bãi thiết kế rất khủng khiếp luôn, và hàng cực đẹp, hàng cực đẹp luôn các bạn. Đó, và bây giờ thì em sẽ tiến hành là test thử xem một chất âm. Đó, test thử ở đây thì em sẽ test qua một chiếc điện thoại thôi, cắm trực tiếp vào con đẩy này. Đó, để xem một chất âm của em này nó cho ra như thế nào các bạn nhé. Vâng, mời thưa các bác thì em đã tìm ra một bài nhạc đó để chúng ta có thể test qua cái chất âm của cái dòng đẩy này. Và các bác lưu ý thì trước khi test nhạc thì các bác vui lòng đeo tai nghe hoặc giúp em để chúng ta có thể cảm nhận được cái chất âm nó thật nhất có thể các bác nhé. Và bây giờ thì mời các bác cùng nghe. Tiếng rất chất đúng không ạ? Rồi cái bát của anh rất là sâu đúng không ạ? Bát ấy rất sâu nhé.
bác vừa nghe qua chất âm của con K Audio KB4600 này. Đó, tiếng ra tiếng bass rất là sâu, tiếng bass rất sâu và chắc tiếng có nhá. Đó, và bên em thì đang bán con này với giá 6.500.000 cho đẩy 4 cây. Các bác quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới hoặc là để lại số điện thoại, nhân viên bên em sẽ tư vấn giúp các bác, hoặc là các bác gọi trực tiếp tới số 0978503822 thì bên em sẽ hỗ trợ. Em cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Chào các bác.